Hello cả nhà, ơi, hôm nay Trân đi review quán Khoa Bất Hot Pot. Khai trương bữa thứ bảy rồi nhưng mà Trân chưa có thời gian đi. Hôm nay đi review cho cả nhà cùng xem. Cả nhà ơi, thì Trân với hai đứa con ăn chỗ quán Khoa Bất nè, thì mình cảm thấy không có hợp khẩu vị. Thì Trân không biết mỗi người một khẩu vị thôi, nhưng mà đối với gia đình Trân thì không hợp khẩu vị. Không gian thì thấy nó hơi chật hẹp so với một cái lẩu Hot Pot, nó hơi chật. Đồ ăn đồ thì ra chậm quá, không có đủ đồ ăn cho khách, thì đối với Trân là cảm thấy không có được hợp. Thì nếu cả nhà có thích thì cứ tới review ăn thử. Lâu quá, đợi lâu quá, mọc rau luôn rồi cả nhà ơi, đợi tới mọc rau luôn.